Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang, nên khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông với lượng mưa trong khoảng từ 30-60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Dự báo mưa tại khu vực này sẽ còn lặp lại trong đêm nay, sau đó từ mai mưa giảm dần. Tuy nhiên, mưa chỉ tập trung ở khu vực vùng núi, còn tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thời tiết vẫn phổ biến là tạnh giáo, ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ do có mưa nên mức nhiệt cao nhất ở tỉnh thành phố thuộc khu vực Tây Bắc và vùng núi phía Bắc phổ biến trong ngưỡng từ 29-31 độ. Còn đối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 32-33 độ. Dự báo phải đến ngày mùng 10 khi một đợt không khí lạnh mới tràn về, Bắc Bộ mới xuất hiện mưa trên diện rộng trở lại. Với miền Trung, ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng giáo. Tuy nhiên đã sang tháng 10, vì thế cường độ nắng ở miền Trung cũng không còn mạnh. Mức nhiệt ngày trên toàn Trung Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 33-34 độ. Chỉ riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, nhiệt độ sấp xỉ ngưỡng 35 độ. Đáng lưu ý là về chiều và tối, khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận vẫn có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa rông nên cần phải đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật đi kèm trong mưa. Ở phía Nam, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, lại thêm tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông với lượng mưa trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Do mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng từ 28-31 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 32-33 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cập nhật mới nhất về vùng áp thấp sắp mạnh lên thành bão. Áp thấp có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đổ bộ vào đất liền Philippines trong sáng mai. Đến 15 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ vĩ bắc, 125,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sau khi đổ bộ, áp thấp nhiệt đới bắt đầu đi vào biển Đông trong ngày 5 tháng 10. Khi hoạt động trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Như vậy, từ khoảng ngày 5 tới ngày 6 tháng 10, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo trong những ngày tới để đảm bảo an toàn, tránh những vùng nguy hiểm có gió mạnh và sóng lớn của bão. Trong những ngày tiếp theo, về vị trí đổ bộ của bão hiện còn chưa rõ ràng, nguyên nhân là do trong tuần sau, một bộ phận không khí lạnh đang nhen nhóm tràn về miền Bắc nước ta trong ngày 10 tháng 10. Chính vì vậy, đây sẽ là yếu tố tác động trực tiếp đến quỹ đạo cũng như cường độ sau đó của bão. Với kịch bản này, bão số 7 sẽ kết hợp với gió mùa đông bắc gây ra một đợt mưa to rất to, có nơi đặc biệt to đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau bão số 7, Biển Đông có thể sẽ tiếp tục phải đón thêm cơn bão số 8 trong những ngày giữa tháng 10. Tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian nữa để có thể khẳng định chính xác. Mọi diễn biến của bão sẽ được liên tục cập nhật trong các bản tin hàng ngày. Quý vị chú ý theo dõi.